Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. FF 110 phục dựng như vậy thì mới gọi là đẹp. Nếu các bạn thường xuyên xem những mẫu xe độ thì cái tên anh Trọng chắc chắn chưa bao giờ làm các bạn phải thất vọng với nhiều cái ban đầu từ anh chàng này. Cái đẹp cái chiếc FF 110 được hồi sinh và dọn chuyển đến từ bàn tay nghệ thuật của anh ta. Đầu tiên cái sự quen thuộc là full dàn đầu nhựa bóng đi kèm đồng hồ của dòng lít 105. Một phong cách này cũng rất lâu rồi nhưng vẫn đẹp ngày nào khi anh em không còn tận dụng nữa. Sơn lại cái dàn tay áo hoàn toàn mới trong một chi tiết khiến dòng xe này có tuổi đời chục năm nhìn nó ngon lành như vừa mới đập thùng. Sạch sẽ xong rồi thì phải đến một ít món đồ chơi cho con xe hiện đại. Ở đây ta thấy ta thắng là cái dòng Rainbow Crystal có giá khoảng 6 triệu một tay. Nhấn nhá ở bên trên là cái chiếc bình nhựa Rainbow trong suốt làm ổ chứa dầu phục cho ta thắng. Tay con là cái phần đùm của cái dòng tích em của nhạc Dono mức giá dưới 3 triệu một tay. Cái cặp đôi hoàn cảnh giờ đây đã mình liệt kê hay to lớn, phải khoét rộng nhiệt áo thì mới lắp được cho cái chiếc AB 110. Nhìn xuống dây chân trước thấy một vài điểm nhấn. Cái dòng heo đỏ kết nối con heo của Rainbow Blitz 2 xứng đi cùng với đĩa của Rainbow Oversize kích thước khá lớn và đẹp. Ngoài ra còn có niềm nhâm SLD đem được sự nhẹ nhàng cho con xe hơn. Hệ thống treo lên luôn cái phục Holling bình dầu rời nằm trên. Đây là một cái dòng giảm sốc được sinh ra dành cho cái mẫu FP 110 ở dụng cái chiều cao phù hợp và đem lại khả năng giảm sốc im ái nhẹ nhàng cho con xe. Phá làng phải sớm một tí với cái khẩu bộ Anovis kết hợp cùng với con Titan đem lại cái âm thanh quy lực hơn, tạo cái sự phấn khích cho người chủ khi lên cái lớn. Instructor 110 nổi bật với một cái bộ cánh xanh neon. Đây là mẫu chủ xe con tay cũng rất ưa chuộng Việt Nam. Từ lúc ra mắt cái dòng Instructor 10 để lại rất nhiều ấn tượng cho người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại cái chiếc Instructor này có hàng loạt bản độ nhẹ nhàng thẩm thấu theo cách mỗi người. Và cái chiếc Instructor 110 đầu kiển đây đến từ một biker vùng núi cũng tương tự như vậy. Khoét cho mình bộ cánh thể thao mang đậm phong cách Movistar nổi bật, chiếc kem màu xanh neon vẫn in được gọt lại kiểu dáng góc cạnh hài hòa thẩm mỹ. Phần đầu nhẹ nhàng cụm thắng của Rainbow bình dầu kết hợp cùng phần tay CCCB thon gọn hơn mang cho mình cái tính thẩm mỹ cao. Người chủ đã đổi luôn cái cặp cụm tắt theo đó là một cụm công tắc Dono. Dàn áo siêu mỏng với phần niềng nhôm kết hợp cùng với đùm trái khí cần số 2 chiều giúp việc sang số thoải mái hơn. Đĩa tải CNC ánh vàng nó bật cùng với sự sên hiệu đến từ DAD. Bờ mông nhỏ xíu được khoe trọn vẹn, người chủ còn loại bỏ hoàn toàn cái phần về sau. Biển số được ốp cầm tựa như phong cách mô tô vật lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để chi tiết nhấn like, share, subscribe.